Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021, lãnh đạo các sở ngành đơn vị đã phát biểu giải trình, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin trích ý kiến trả lời của ông Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại kỳ họp về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dịch tả lợn châu Phi trên tỉnh Hưng Yên phải tiêu hủy là 203.000 con, tương đương là khoảng 35% tổng đàn, dẫn đến thiếu hụt cái nguồn cung đối với thịt lợn. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là không tái đàn với các cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo cho an toàn về dịch bệnh. Đã có cái chính sách hỗ trợ cho việc tái đàn, đặc biệt là đối với lợn nái là 1 triệu đồng một con. Còn đối với lợn thương phẩm từ 200 đến 300 nghìn đồng một con theo cái đề án của tỉnh đã được phê duyệt để thúc đẩy cái việc tái đàn, mở rộng cái việc chăn nuôi đối với đại gia súc, gia cầm và thủy sản để làm giảm cái áp lực đối với thịt lợn. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp các cái tính năng kết nối cung cầu, đặt hàng và thanh toán trực tuyến, cấp và bàn giao tài khoản cho 20 doanh nghiệp về kinh doanh sản xuất thực phẩm, phối hợp với cơ quan chức năng để kết nối hệ thống điện tử của các tỉnh mà đã có hệ thống được thông tin là Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ninh và một số tỉnh khác để quảng bá giới thiệu sản phẩm và tiếp tục tập huấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất kinh doanh để nắm được các quy định và cũng như là để có cái kế hoạch sản xuất.